Cội đến từ đơn vị Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ. Cần một tràng vỗ tay của tất cả quý vị để có thể khởi động ạ. Vỗ tay lớn hơn nữa đi ạ. Thưa quý vị, vào lúc 16:30 ngày 9 tháng 9 tức là ngày mai, ngay tại phố đi bộ Bạch Đằng sẽ diễn ra những chương trình vô cùng đặc sắc để chào mừng lễ hội Trung thu năm 2022 với các tiết mục như là văn nghệ thiếu nhi vua Trung thu, diễu hành rước gỗ đêm trăng, lợn sư rồng, hội thi lồng đèn khổng lồ, lồng đèn đẹp và đặc biệt là tiết mục thả linh đăng, hoa đăng ngay tại sân khấu này. Kính mời tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý, tất cả các bạn thiếu nhi cùng bà con nhân dân đến theo dõi cùng với tuổi trẻ thành phố Thủ Dầu Một ạ. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để cho các bạn nhỏ của chúng ta có thể tiếp tục tiết mục của mình đi ạ.